Dạ con là sư Yến Vân. Dạ con là sư Kim Thanh. Dạ, xin chào quý đức cha, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị. Dạ thưa kính chị, các cha và các thầy sáu, các sơ và các toàn thể quý vị. Có nghĩa là đầu năm đó mình nên trước tiên là đọc lời Chúa, phải không? Lấy thêm lời đầu năm đọc lời Chúa, cho nên hôm qua con mới ghé tiệm sách thì con muốn chọn một cái quyển sách Holy Bible, một thánh kinh, nhưng mà con thì rất là lười đọc thánh kinh, cho nên con muốn chọn cái quyển nào mà nó mỏng, thật là mỏng như vậy nè, rất là mỏng, cho nên con vớ được cái quyển này, con mừng quá. Holy Bible, con mừng quá. Thì con khi mà con đi đó thì con mang lấy quyển này rồi con mở ra không thấy gì hết. Con bảo trời, cái tiệm này nó bán dối rồi, nó không có bán cho con quyển thánh kinh, nó không có gì hết. Đầu giờ con thấy trong cái bảng nó ghi là về cầu nguyện với đa chữ, cho nên con mới nhớ như vậy, con nhớ Chúa nói như vậy, cho nên con bảo là thôi thì bây giờ con cứ mang đến đây rồi con xin quý vị giúp con biến cái quyển thánh kinh không có cái gì hết trở thành có cái gì nhá. Bây giờ con xin mời quý vị, các cha và quý vị, và nhắm mắt lại cho con và nghĩ đến một đoạn thánh kinh hay là một cái câu chuyện trong thánh kinh gì đó mà quý vị thích nhất, để con có thể con gom tất cả những câu chuyện đó và con bỏ trong này để xem coi là Chúa có biến thật không nhé. Con nhớ là xưa cầu nguyện nói cho bảo Chúa nói mình mở mắt ra để nhìn Chúa và cầu nguyện, nhắm mắt lại xong thấy. Nhắm mắt lại tưởng tượng đã. Ồ, tưởng tượng, rồi. Rồi sau đó mở mắt ra mới nhìn thấy. Yeah. À, cái này là bộ kinh thánh tổng hợp đấy chứ. Yeah. Rồi bây giờ quý vị giúp con nha, làm ảo thuật nha. Bây giờ nhắm mắt lại. Rồi xin quý vị đừng ngủ nha. Nhắm mắt lại rồi nghĩ coi bạn thích kinh nào mình thích nhất. Rồi, con sẽ lấy hết tất cả những cái chuyện thánh kinh mà hay nhất, con bỏ hết. Bùm, vô đây. Rồi bây giờ mình hôn thánh kinh cái không? Rồi bây giờ xem coi tất cả những cái câu chuyện mà quý vị đang nghĩ đến có vô trong đây không nha. Hay quá. Nhưng mà quý vị ơi, con rất là màu mè, con thích nhiều màu. Cái này không gốc, cái này chán lắm. Cho nên bây giờ mình cố gắng mình giúp quý vị giúp con thêm nhé. Bây giờ chọn một cái màu nào quý vị thích nhất và con sẽ gom tất cả những cái màu nào. Con là thích màu xanh lá cây, ai thích màu tím nào giơ tay lên, ai thích màu đỏ, ok, màu vàng rồi màu cam. Rồi bây giờ con lấy hết tất cả các màu nha, con bỏ vào trong đây. Thì quý vị 1 2 3 giùm con nhé. 1 2 3 bùm, 1 2 3 bùm. Ok, rồi bây giờ con sẽ hôn thánh kinh. Rồi bây giờ thử coi nha, coi cái thánh kinh này bây giờ nó có biến trở thành màu không nha. Quý vị nghĩ có màu không? Có. Sao biết? Tôi chưa làm màu thoát. Yeah. Ôi, cái cuối thánh kinh của chị Thanh nó rất là đẹp, rất là ý nghĩa, nhưng mà em nghĩ là thiếu một cái gì đó quan trọng. Không biết quý vị có biết thiếu gì không ta? Vậy bây giờ để con sẽ cho quý vị coi cái thánh kinh của thầy Thanh thiếu cái gì nha. Cách giờ là bảo thuật hồi hộp quá, như là dạy giáo lý vậy. Bây giờ mình có đạo rồi, mình đọc kinh, mình cầu nguyện rồi. Thì bây giờ mùa xuân tới thì kính lão Đắc Thọ, em xin tặng chị Thanh một đóa hoa. Cảm ơn chị Yến Vân nha. Em cũng tặng chị một đóa hoa luôn. Đây, xin mời chị. Em có thích màu vàng. Màu đẹp mà, màu vàng là cúc mà. Em tặng chị nhiều màu lắm mà. Lại màu mè nữa rồi, ok. Thôi bây giờ
Chịu nha. Thôi, bỏ mỗi bàn đi. Bây giờ để em xin Chúa cho nở bông mới nha. Tết mới, năm mới, bông mới nha. Rồi. Bây giờ coi coi là bông nó có thể nở không ha. 1, 2, 3. Wow. Đẹp quá. Nhưng mà cái hoa này nó hơi nhỏ chị thấy. Em lớn lớn rồi chứ. Cái này là Việt Nam thăm to phải không? Ok, chiều luôn. Bây giờ, hồi nãy quý vị thấy không? Bông này có được không Hải Sơ Yến Vân? Wow. Bông này rất là đẹp chị ha. Nhưng mà em thấy nó quen quen, hình như năm ngoái chị tặng em cái này rồi. Nó hơi cũ cũ sao á. Bây giờ muốn bông mới phải không? Trời ơi, quý vị có thấy không? Sơ Yến Vân quá là đòi hỏi đi thôi. Nhưng mà không sao, năm mới chịu hết. Và bây giờ bớt hết nha. Rồi bây giờ con sẽ dùng cái bàn tay má trước của con biến để cho bông nó nở nha. Con sẽ biến cho bông nó nở. Rồi cái này cũng cầu nguyện luôn sao? Ủa sao không nở vậy? Ủa kỳ vậy? Chưa cầu nguyện. Thôi cái kiểu này chắc là phải công lực của con không có thông hậu bằng cha giám đốc đâu. Cha mời cha giám đốc lên đây. Cha Hùng. Cha ơi, bây giờ cha phải giúp con làm cho hoa nở mới được. Cha ơi, con hết công lực rồi. Cho nên bây giờ xin cha. Bây giờ cha, con chỉ cha nhá. Con chỉ cha, bây giờ cha làm tay của cha ẻo rồi nè. Dạ, hay nào. Bây giờ cha bỏ cái gậy xuống cùng con. Bây giờ cha làm. Bây giờ cha để cho làm tay rồi nè. Rồi. Đó. Rồi cho hỏi rồi. Đó. Rồi. Rồi bây giờ cho tay bên đây. Rồi bây giờ cha nào. Cho xuống đây cho mọi người nhìn thấy bông cho nó có nở không. Oh. Rồi bên kia bên đây. Một bông. Oh. Hai bông. Ba bông, bốn bông, và rồi. Wow. Bà xây mà cho ông không có dẻo bằng cha. Quá thầu. Xin chào cha Hùng, cảm ơn tay. Cảm ơn cha rất nhiều. Cha Hùng ơi, bây giờ cha Hùng có muốn vào vòng cùng mấy sư không? Mấy sư không có nhà đâu. Đâu có đủ tiêu chuẩn đâu mà vào. May ra có cha mẹ. Quý vị thấy hay không ạ? Chúng ta cho các sơ chặt vào tay nhé. Các sơ còn có khả năng biến lòng, biến mất người nữa. Cho nên những ông, những anh nào mà muốn biến mất những người bạn của mình thì để cho vợ khỏi biết thì có thể liên lạc với các sơ. Vẫn con mà ở tập vẫn con đúng rồi. Đây là cái bông không. Rồi sơ bỏ cái gì ấy kinh thánh vào đây. Đó kinh thánh sẽ sổ qua cái khoảng trống của cái đĩa. Úm bà la con cầu nguyện đức bà. Wow, cái đĩa đã đổi màu. Cắt màu xanh để đổi thành đĩa màu xanh. Rồi bây giờ đĩa đen. Coi khăn gì đây. Cắt màu đỏ. Đó, sẽ trở thành đĩa màu đỏ. Rồi ống bà la. Xì bà la lẳng đẳng. Ống bà la. Đó. Cắt màu đỏ ra đĩa màu đỏ. Rồi tới cái khăn tím của đĩa đâu? Đấy, đĩa đen bỏ vô. Úm bà la. Âm bà lăng. Đó, đĩa màu tím nó biến ra. Chơi, hết rồi.
Đây là một cái bao không. Cái gì lên đây? Wow, một cái hộp. Wow, đẹp quá. Hộp có hai cái hoa, ba cái hoa hồng. Cái đó bạn Tuấn phải lên đó Tuấn. Anh Tuấn phải lên. Thêm một cái giỏ nữa. Wow. Hoa màu vàng, hoa màu xanh. Còn đứa không Sơn? Đó, còn đứa. Wow. Chúng ta thấy cái bao không và sơ hóa phép từ bên này. Wow, quay màu tím, giỏ màu tím và hai bông hoa. Một bông hoa hồng, một bông hoa trắng. One more đi Sơn. Sao bảo hết rồi? Rồi, đây là cái hộp không. Đây, cái sơi, sơi đến gần biến thành cái gì đây? Chúng ta đang chờ bao lì xì sơi. Đấy. Sơi đảo một hồi, đây coi ra cái gì này. Wow, chú chim bồ câu. Wow. Sơ về trên rồi ra diễn ngay chứ không bắt mất tinh thần được. Rồi đây là cái bao không nhỉ? Không có gì à? Ruột màu đen ngoài vỏ đỏ. Rồi. Rồi không có gì luôn. Có tiền thôi, có tiền thôi con nhập tiền. Cái này ý Chúa nói là tiền ra sớm hơn. Tiền trong túi rồi sao? Dạ, bây giờ con xin mời ba người mà con xin đến để bỏ cái gì trong cái túi này nhá, rồi mình sẽ biến ra tiền nhá. Ai bỏ gì không? Đây, cái gì cái bánh, ok. Để xem, thầy Sáu bỏ cái gì ạ? Hột đậu phộng, rồi. Hột đậu phộng, một cái bánh với cái gì đấy nhỉ? Rồi, một cái me chua của cha mềm. Rồi, cha ngữ tạo thầy. Cha lấy tờ 100 đi cha. Không thấy đâu hết tiền đâu rồi. Từ từ. Đó, từ từ. Đấy, đúng rồi. Lấy tiền rồi. Rồi. Bao nhiêu cha? $1. Đồng thứ hai, $1 đổi từ hộp đầu phòng. Thầy Sáu Văn lúc đấy là bỏ hộp đầu phòng ha, cũng được 1 đồng. Còn hôn me của cha Ben đâu rồi? À, chẳng nhớ nó có rồi phải không ạ? Ok. Rồi sao? Con mời cha Cố Hàn lên với Sơ Vân. Nhớ miến trong túi cha nhiều tiền lì xì chút xíu cho lì xì cho anh bà con. Đây, chắc còn lại dính 1 đồng. Đây, chắc chưa nha. Ok. Wow. Dạ, chắc nghĩ là sẽ là cái gì chắc? Con chim à? Cho anh bảo là con chim. Rồi. Đấy, bỏ vàng. Đây, khăn màu vàng. Tức là sẽ ra con chim màu vàng. Không, theo định luật lúc nãy đó. Dạ. Rồi, bị mất thấy chưa? Khăn màu vàng bị mất rồi. Một tràng vỗ tay cho Sơ Vân. Đâu rồi? Đây, khăn màu vàng. Đây, đã dính vào trong này rồi. Hay quá. Như vậy là cha đoán sao này cha? Nè, anh đây cha phải đi học ở thuật lại.
biết làm bằng không. Rồi, 10,000 ok. Rồi, mới. Đây là quả bong bóng đỏ, không có gì ở bên trong, chỉ có không khí thôi. Đó, để cho Bong đang làm bảo thuật magic. Có cái đũa này, có cái đũa magic này. Đó, đúng rồi. Gõ 3 cái. 1, wow. Ồ, bong bóng đỏ có chim bồ câu. Đó, bây giờ chim mới ra chưa? Chim đấy chưa ra, chim bây giờ thầy cháu Bong hay quá. Làm chim ra. Cảm ơn thầy. Còn chim ông Sơn? Hình như có không có chim bồ câu à? À đây rồi. Chị Thanh ơi, bây giờ mình cầu nguyện nên là mình tặng hoa rồi nè, rồi mình diễn ảo thuật cho mọi người coi rồi, nhưng mà mình thiếu cái gì phải không? Ồ, mình xì rồi luôn. Mình thiếu lời chúc. Mình thiếu lời chúc. Nhưng mà em không biết chúc sao hết á. Ok, bây giờ chị cầm. Ở ngoài á, người ta chúc cái gì mà năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, rồi ý Chúa, tiền vôi như nước, rồi phát tài phát lộc, rồi đẹp mãi không già, ăn hoài không mập. Nhưng mà em thấy nó cũng sâu xa, chưa có được. Thôi bây giờ em nghĩ em thích cái lời chúc này nhất nè, chị coi lời chúc gì nha. Sự theo ý Chúa. Rồi con xin thay mặt hội đồng mấy thính giả sơ bề trên, con xin kính chúc tất cả các cha, quý thầy sáu, quý tu sĩ nam nữ và tất cả mọi người ở đây một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ và như cái poster mà sư Văn đã nói là bạn sự theo ý Chúa. Con xin chúc mừng mấy mọi người.